chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Trang Vũ TV. Ngày nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách mình tạo kiểu cho chiếc quần jean và cắt ngắn gấu và lấy lại line cho chiếc quần. Mình đã đánh dấu sẵn chiếc quần này và bây giờ mình sẽ vẽ lại cho các bạn xem điểm mình cần chế tác như thế nào. Mỗi gối mình sẽ tạo hai đường hở cắt ngang qua đầu gối và cái chiếc quần này cái khách đã mặc lên và mình đã đánh dấu. Và bây giờ mình sẽ cắt vết rách này như thế nào, các bạn chú ý theo dõi. Đầu tiên mình sẽ rúm hai đầu góc của chiếc quần vào với nhau. Sau đó mình kéo cắt thăng bằng. Rồi tiếp theo mình cắt điểm thứ hai cũng tương tự như vậy. Các bạn cắt làm sao nhìn ra quần cho đẹp, cho hợp lý. Trên tay mình là cầm một chiếc dùi rất là nhọn. Các bạn biết mình để làm gì ạ? Để mình dùng để gảy các sợi chỉ tạo cho thành vết xước một cách dễ dàng. Mình mua cái này rất là rẻ, chỉ có 15.000. Nhìn rất là đẹp các bạn. Chiếc dùi này các bạn có thể đục khoan lỗ hoặc các bạn có thể dùng kim máy khâu hoặc là chiếc kim bình thường để các bạn tách sợi chỉ ra. Mình làm kiểu này để cho các bạn nhìn cho nó dễ. Nếu mà muốn đẹp, muốn làm nhanh hơn, các bạn hãy lật ngửa cái bên trong ra thì các bạn nhìn từng sợi chỉ, nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình làm mặt phải như này thì nó nhìn khó hơn. Đây các bạn nhìn mình xem, khi mình lật, khi mình đặt ra mình có thể nhìn thấy từng sợi chỉ và mình dùng mũi kim mình gảy ra từng sợi một. Thường mình có thể gảy 2-3 sợi chỉ cùng một lúc. Sau khi mình làm xong, mình sẽ dùng tay, mình sẽ vò để cho
cái xước này nó tơi hơn, bông hơn và nhìn nó thật hơn. Các bạn có thể dùng đầu mũi kim để mình gẩy. Một cách nữa là các bạn có thể không vò thì các bạn có thể dùng mũi kéo hoặc mũi dao, các bạn cào cào để cho viết xước này.
máy nối vào xong, các bạn nhớ dùng cái kéo để cắt những phần thừa, để cho khi mình gập cái lai quần này vào nó sẽ không bị cộn, may cũng dễ hơn và nhìn cũng đẹp và thẩm mỹ hơn. Các bạn chú ý những kéo của mình cắt để các bạn làm theo, làm sao để cho chiếc lai nó đẹp. Do chiếc lai này nó khá là dày cho nên mình làm đứt chỉ liên tục các bạn ạ. Như những video trước mình làm, mình hướng dẫn các bạn là dùng máy vắt sổ cắt bớt phần lai bên trong. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc.